各自特色的受惠主义事业，帮广东。还有意义。100年前，以就任总书记后，首访我院同你建立良好工作关系和个人友谊，共同引领中越命运共同体建设走深走实，让革命活动。同中国老一辈领导人，中方始终将越南作为周边外交优先方向。 支持越南坚持党的领导，走符合本国国情的社会主义道路，深入推进革新开放和社会主义现代化事业。Tôi và ban lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam rất mong muốn cùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và ban lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng sâu hơn đã được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí xác định. Trung ương 3 khóa 20 thông qua quyết định tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và tin tưởng chắc chắn dưới sự dẫn dắt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng, phát huy vai trò quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Quan trọng quan hệ với Trung Quốc coi đây là sự lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu. Kính thưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các vị khách quý. Xin Việt Nam hai quốc tối cao lãnh đạo nhân viên chứng kiến 14 văn hợp tác lượng bên. Hai bên sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa. Hai bên sẽ ký kết bản ghi nhớ về